Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một thử thách của một bạn có tên là gì đây? Bạn chủ map có tên là Kiloli các bạn ạ. Cái cờ này hình như là cờ Philippines thì phải. Hình như chủ map là người Philippines đúng rồi. Đây, đó, đúng rồi, chuẩn các bạn ơi. Đây, from the Philippines các bạn ạ. Đó, thì đây là một cái map của bạn người Philippines có tên là hãy giữ lấy cái hơi thở của mình ấy, giữ lấy hơi thở của bạn các bạn ạ. Nói chung là cái map là chúng ta phải điều phối những cái sự thở khi mà lúc hít thở như nào cho nó hợp lý để chúng ta có thể bơi qua những cái bể bơi rất là nhiều chướng ngại vật này để đến đích các bạn được thấy không? Đó, cái map này chúng ta phải đây. Ở đây có map có tên là Welcome to Hold Your Breath đấy, giữ lấy hơi thở của bạn. Sử dụng quyển dịch chuyển nếu như bị rơi ra ngoài. À, nếu chẳng may rơi ra ngoài thì dùng quyển dịch chuyển là ok. Rồi để coi tiếp bên nào. Ăn bánh mì để hồi máu. Cái gì ấy, thể hiện kỹ năng bơi lội, nín thở gì đấy. Nói chung là nói chung là mình thấy cái map này có vẻ thú vị đấy. Ôi, mà cái map này chỉ có 10 phút các bạn ạ, ngồi nói luyên thuyên nãy giờ. Hết sự là hơi 1 phút rồi. ID map là 14755922 các bạn nhá. Rồi, các bạn thấy map này hay và thú vị đừng quên lên thư viện mini tải map ủng hộ bài các bạn nhá. Sao nhớ đi thế? Đây chắc là ID này đây. Ok. Rồi thì không luyên thuyên nhiều nữa, trước khi vào video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, đừng quên đến nút đăng ký và cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Và bạn nào là fan của Mèo Pèo và yêu quý Mèo Pèo thì đừng quên bỏ ra vài giây xem quảng cáo và bấm nút quảng cáo ủng hộ Mèo Pèo bằng gói mì tôm các bạn nhá. Đó, thì cái con map này có cho 6 đội cơ nhưng mà hiện tại là liên thông đang hơi lag nên mình chơi một mình thôi các bạn ạ. Nếu không thì mình cũng mời anh em chơi cùng đấy. Ok, bây giờ mình sẽ reset lại phòng nhá. Đó, bởi vì nãy giờ mình ngồi liên thuyên hết sự là 2 phút rồi. Sợ là không kịp các bạn ạ. Đây, map đây, ID map đây, 14755922 các bạn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta từ mình coi xem mình taxi đi chưa nè. Mình hiện tại là mình đang xài giáo sư, ok. Ổn rồi, triển rồi anh em ơi. Ôi, nhảy cầu, mèo kém nhảy cầu. Bùm, ok các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bơi đúng không? Uầy, thử thách hãy giữ lấy hơi thở của bạn này, đưa của nó luôn. Uầy, có vẻ vui đấy, lần đầu tiên mình chơi. Thực ra thì cái thể loại này mình cũng đã từng chơi trong mấy map parkour hoặc là những cái map kiểu một máu rồi, thử thách một máu cũng có cái map kiểu này. Mà lần đầu tiên mình thấy một con map nó chuyên về cái thể loại luôn các bạn ạ. Đấy, chuyên về bơi lội luôn. Đó, hay thực sự luôn. Các bạn nên trải nghiệm thử nhá. Được của nó anh em ơi. Ơi, thôi, mày thế, vừa kịp hết thở các bạn ạ. Còn hai vạch kìa. Chết. Từ. Phải lên lấy oxy gấp. Ôi, Mèo Pèo sẽ không chơi ăn gian nhá, chứ đúng ra mình chơi theo kiểu ăn bánh mì liên tục ấy thì chẳng bao giờ chết các bạn ạ. Nhưng mà chúng ta không nên làm thế, chúng ta không nên ăn bánh mì liên tục. Mèo Pèo sẽ tự giới hạn bản thân, chúng ta chỉ cần 10 cái bánh mì các bạn nhá. Mình nghĩ là chúng ta nên giới hạn bản thân. Chứ nếu như mà cứ vừa bơi vừa cắn bánh mì thì mình nghĩ là thắng nhanh lắm, chả cần phải hít thở đâu các bạn ạ, chẳng cần phải giữ lấy hơi thở đâu nhờ. Còn đây ông ta, nhưng mà đây là thử thách là không thở mà nhờ. Thử thách không thở thì chúng ta có thể cắn bánh mì được nhờ. Thôi kệ đi. Ôi, mình nghĩ là mình sẽ cắn bánh mì và mình sẽ không thở đâu, mình sẽ không cần lấy hơi thở đâu. Mình sẽ đi mình cái bánh mì liên tục vậy. Đằng nào thì thử thách này là thử thách không thở mà, thử thách giữ lấy hơi thở của bạn mà. Ôi, mất máu nha. Ái chả chả, càng quá nhở. Ui, trang trí được rồi chứ. Cái mắt này được rồi chứ bạn ơi. Quên mất đây là thử thách giữ lấy hơi thở của bạn. Đấy, chúng ta không thở luôn. Đó, mất máu thì cần bánh mì, không được gì phải xoắn cả. Ôi, mất máu. Mèo Pèo đang mất máu các bạn ơi. Ui, có máy xoay này. Ghê vậy. Máy xoay dưới nước có để làm gì đâu pa. Để mình khi mà máu nó giảm xuống một chút thì mình sẽ cắn thêm bánh mì sau. Ui, có cả vượt chướng ngại vật nữa cơ à. Ghê nhờ. À, bạn đã không biết thì nếu như các bạn xài nhá, nếu như các bạn xài nhân vật đội trưởng Tom ý thì các bạn sẽ có thêm thời gian hít thở dưới nước nhá. Nếu mình nhớ không nhưng mà thế. Không rõ đúng không nữa. Ui, có cả gai cơ à, căng nhờ. Hôm nay trồng cả gai ở dưới nước cơ à, sợ thực sự. Ôi, cái map này mà chơi đông người vui này. Để lát nữa mình sẽ thử mở phòng xem như nào. Ơ, đi đâu đây? Ơ, đi đâu anh em ơi? Đi đây à? Cái đâu, cái không phải. Ơ, chết rồi, đi đâu nhở? Ơ, đâu rồi anh em ơi? Ơ, alo. Ơ, bắt tàu hình. Ơ, tôi chết tôi rồi. Ơ, thôi, toang rồi các bạn ơi. Ơ, thế này thế nào? Ơ, sao tự nhiên bị văng ra đây xong rồi. Ui, nhảy qua đây xong bị chặn mất tàng hình này, tôi chết tôi rồi. Giờ sao qua lại giờ? Bấm quyển dịch chuyển à? Ui, cái map này có trigger các bạn ơi, tức là chúng ta bơi đến đâu ấy, nó sẽ tự lưu điểm sinh đến đấy. Ui, map này xịn thực sự luôn, mình tưởng bơi lại từ đầu thì chết.
Được của nó anh em ơi. Hay quá, map này rất là vui nhá. Lại. Ô, ui. Lần đầu tiên chơi con map thể loại kiểu này, hay thực sự anh em ạ. Đó, mong rằng sẽ có nhiều bạn làm map kiểu này hơn nữa. Chúng ta đi đến đây này. Ok rồi. Bơi xuống đây này. Đó. Hay quá anh em ơi, chỉ có 10 phút thôi, hiện tại là còn 6 phút các bạn ạ. À đúng rồi, quên mất là tối nay là Mèo Péo sẽ coi Việt Nam đá SEA Games, cho nên mình khả năng cao là mình sẽ không mở phòng được các bạn nhá. Cho nên các bạn thông cảm, tối nay anh em xem bóng đá nhá. Tối nay các bạn có thể xem bóng đá thay vì coi Mèo Péo chơi nhá. Tối nay bóng đá mà cả nước cùng xem mà Mèo Péo cũng phải nghỉ tí chứ anh em, đã chủ nhật mà. Nên anh em mà tối nay đừng đợi Mèo Péo nhá, tối nay Mèo Péo không on đâu. Mèo Péo đi xem bóng đá các bạn nha. Ok, đấy là bình thường mình, bạn nào không biết ấy, Mèo Péo hay mở phòng lúc 8 rưỡi tối mà. Đấy, nhưng mà hôm nay là có bóng đá thì thôi. Anh em ở nhà có bóng đá Việt Nam đối với Indonesia các bạn ạ. Bạn nào mà cũng có bóng đá giống Mèo Péo thì đừng quên để lại bình luận phím 1 nha. Đó, trời ơi, bóng đá cả nước cùng xem, chẳng lẽ Mèo Péo lại không xem đúng không anh em? Thế là không được. À đây. Ủa, đi lên cái thang nước à? Ủa, chạy bất hình rồi. Bất hình các bạn ơi, bất hình thôi. À, em bơi qua đây à? Ôi, map hay thực sự luôn. Ui, hay quá, map hay quá anh em ơi. Ui, để lát nữa mình thử mở phòng lên thông xem có bạn nào vào không. Bây giờ mình đang quay video lúc tầm khoảng 4 giờ. Ui, wow, cổng có thứ tí thì nát người. Nguy hiểm quá anh em ơi. Để mình có điều nào đây. Để tí mình thử mở phòng cho các bạn vào chơi cùng xem như nào nhá. Ồ, oh, Mèo Péo vượt qua thử thách này khá là dễ. Cái map này các bạn nên chơi đông người nhá. Ui ôi, mất máu. Chơi đông người mình nghĩ sẽ vui hơn đấy. Ok rồi. Rồi, được của nó luôn. Bơi lội, thử thách bơi lội các bạn ạ. Hay quá anh em ạ, lần đầu tiên chơi map kiểu này. Tí mình thử mở phòng vào mở cuộc đua bơi lội. Ok, dâu. Ôi trời ơi, đường nào đây. Ớ. Không, chứ lạc trôi rồi. Lạc trôi rồi anh em ơi. Ờ, như bên này, đường này phải. Đây. Uầy, cái này bơi đâu ấy? Ờ, đường cụt à? Alo? À đâu, không, đây. Còn đường nữa các bạn ơi, đây. Trời ơi, chết rồi quá. Tôi tưởng ông này cho bơi dưới lòng đất nữa, tôi cũng thua. Bây giờ bạn nào, bạn chủ map muốn làm hay ấy, làm thêm kiểu cái đường hầm dưới lòng đất đi. Kiểu bơi dưới lòng đất chẳng hạn, đó. Mới ảo diệu. Không, kiểu trang trí màu sắc thêm một chút nữa là đỉnh cao luôn. Mình nghĩ cái map này tầm tuyển chọn được ấy. Kiểu mới lạ mà. Cách chơi nó mới lạ luôn. Bùm. Uầy, đục của nó nhìn mà. Hệt quá. Lên. Gì đấy? Ờ, đường nào đây? À, ui, ăn sao kiểu, à, mình thấy có sao các bạn ơi. Ôi, cái chỗ này mình thấy parkour được mà. Ôi, chết rồi, thôi, chết rồi, kẹt rồi. Oh no. Rơi xuống cỏ à. Rơi xuống cỏ là phải là cái gì đấy. You transfer grow if you fail on the grass area. Tức là đấy, bạn dùng cái giấy di chuyển nếu như bạn bị ngã từ cỏ đó. Chủ map nó sẵn rồi. Ui, quay tận đâu này? À, quay lại chỗ này à? Ui. Map này xịn thực sự luôn. Ồ, mình đi ăn gian mà không ăn gian đâu anh em nhá. Chậm lúc tự hình rồi, căng lắm. Ok luôn. Được của nó anh em ạ. Map này chơi cùng bạn bè rất là vui luôn. Tí nữa mình sẽ mở phòng thử, mời anh em trên sảnh liên thông vào chơi. Không biết có ai vào không. Ôi chết rồi, sao qua nhỉ? Ui, từ căn lại bạn ơi, căn lại đường để qua này. Ấy, hey, ok. Tiếp. Ủa, ok rồi, các bạn ơi, ăn sao rồi. Ủa rồi, bây giờ chắc là mình sẽ mở phòng để cho các bạn vào chơi cùng các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình mở phòng. Ấy, chơi cái này phải đua nhau mới vui các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ mở phòng các bạn nhá. A few minutes later. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình đã mở phòng liên thông cho một vài bạn vào chơi cùng đây. Trời ơi, có vẻ như là có nhiều bạn là vẫn chưa cập nhật phiên bản mới, thế là chưa vào được các bạn ạ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách đó là bơi lội. Có không biết là có ông nào kia, có ông nào tên là Agarashitora đã bơi trước các bạn ơi. Rồi, alo anh em ơi, bơi đi, thử thách bơi lội vượt chướng ngại và chính thức bắt đầu. Bơi đi mấy đứa ơi, bơi đi. Trời ơi, thanh niên kia đã bơi trước rồi, kinh thế nè. Thanh niên Agarashi thì đã bơi trước rồi đấy nào. Rồi, chưa thấy tín hiệu đã bơi sẵn rồi các bạn ạ. Phải đuổi kịp được, mình phải đuổi kịp thanh niên này. Ó, à, đây, trời ơi, thanh niên Agar gì này. Trời ơi, thanh niên người Nhật Bản hay sao này. Ôi trời ơi, bơi nhanh đấy em ơi, bơi nhanh đấy. Ấy chà, kinh quá. Ôi trời ơi, chùm bơi lội à? Anh Viên à? Anh Viên phiên bản Minu à, hả? Biết Michael Field không? À, ông, có ông là bạn nào biết Michael Field không? Michael Field chùm bơi lội không? Ông vua bơi lội thế giới không?
Trời ơi, khiếp thật sự luôn. Wow, cái map này chơi của bạn bè rất là vui nhá. Thử thách bơi lội. Bơi đi anh em ơi, bơi đi, bơi đi. Bơi đi, bơi nữa đi. Bơi, mèo béo hiện tại đã dẫn đầu. Trời ơi, cái map này chơi của bạn bè rất là hay luôn. Anh em nên mời bạn bè chơi cùng nhá. Chơi một mình như vậy nó không hay đâu. Phải chơi có người đua cùng mới hay các bạn ạ. Lên, lên, lên. Bơi lên trên, bơi lên trên, bơi lên trên. Rồi, sao mày bơi kinh thế, nhanh thế, nhanh thế. Rồi. Nhanh vậy ba. Ha. Ê, trời ơi, ghê quá. Cái map này thì mình mới thấy ở trong thư viện mini các bạn ạ. Mới thấy thôi. Đó. Chứ cái map này mình nhớ không nhầm là lúc mình tải mới có mấy trăm lượt tải, mới có vài trăm lượt tải các bạn ơi. Ôi thôi toang rồi. Ôi ôi, sao không lại biết đường à? Chết rồi, bị nhầm đường rồi. Mình chơi rồi mình cũng bị nhầm đường các bạn ạ. Sợ thực sự luôn. Bị nhầm đường rồi em ơi. Ê, bấm quyền thì chuyển đi ra đâu ấy nhỉ? Ôi, thanh niên qua rồi còn bấm quyền thì chuyển à? Khổ. Bấm quyền thì chuyển nó quay lại chỗ cũ đây. Cái map này có cài trigger nhá, có cài trigger để dùng quyền thì chuyển nhá. Rất là hay luôn. Lúc đầu mình cứ nghĩ là bấm quyền thì chuyển nó sẽ bị văng ra ngoài cơ. Uầy. Map này của những bạn người Philippines chơi rất là hay luôn, các bạn nên chơi thử nhá. Mấy ông Philippines làm map hay phết anh em ạ. Lên, lên, lên. Ua bùm, bơi tiếp anh em ơi. Thử thách bơi lội, thử thách bơi lội. Mỗi tổ có một cái map này mình chưa thích ý, bởi vì cái map này mà lúc mà mình tạo phòng các bạn ơi thì chưa cần đến nhá. Cái map này khi mà chưa đủ 6 người mà nó tự vào trận rồi. Thành ra những bạn vào sau nó hơi thiệt một chút. Tôi đang mong rằng chủ map ấy, chủ map là nên để cái chế độ mà chủ phòng bấm bắt đầu nhá, chứ không phải là để cái tự động bắt đầu này đấy. Hiện tại cái map này đang ở trong chế độ tự động bắt đầu, thành ra là nó không được ok lắm. Đó. Nếu như để chủ phòng bắt đầu ấy thì khi nào thấy đủ người ấy thì nó sẽ hay hơn. Thay vì là để nó tí thì nát người. Ê, sợ quá. Cái chỗ này nguy hiểm thực sự các bạn ạ. Cái chỗ này phải cẩn thận nhá. Lên. Rồi. Tiếp. Trời ơi. Thử thách bơi lội siêu tốc. Thử thách bơi lội siêu tốc. Cái này chính xác là thử thách không thể thở. Mình sẽ đặt tên video là thử thách không thể thở nhá. Bởi theo đúng tên mà. Theo đúng tên của cái tên map này ghi là hãy giữ lấy hơi thở của bạn. Đấy. Hold your breath. Giữ lấy hơi thở của bạn. Mình sẽ đặt là thử thách. Bạn sẽ làm gì nếu không thể thở trong mini world được của nó anh em ơi. Đó, lát nữa mèo béo đi có bóng đá rồi sao chơi. Tối nay anh em đi nghỉ ngơi tí nhá. Tối nay anh đi có bóng đá rồi. Tối nay Việt Nam đá với Indo kìa, đá SEA Games kìa. Trời ơi còn chơi bờ gì. Tối nay đi có bóng đá đi anh em, mai chơi nhá. Hôm nay mèo béo nghỉ cuối tuần, đi có bóng đá anh em nhá. Đá Việt Nam đá với Indonesia kìa các bạn. Đá lúc mấy 7 giờ phải, 7 giờ đến tận 9 giờ cơ. Đó. Hơi. Rồi. Hiện tại là mèo béo đã dẫn đầu, chắc là do mèo béo chơi mắt này một lần rồi nên khá là thuộc đường các bạn ạ. Đây, mình sẽ đứng ở đây đợi. Mình sẽ đứng ở đây đợi để coi xem bạn nào về nhì nhá. Đó. Đấy, mình không sao đâu. Mình sẽ đợi để coi xem bạn nào về thứ hai đây. Mình đang đợi xem người thứ hai về là ai đây. Đâu rồi, các bạn đâu hết rồi. Chưa thấy có ai cả, mình chưa thấy có ai lên mặt nước cả. Vẫn đang thấy ở trong... À đây, Phúc Gaming, ok. Phúc Gaming đang bơi qua ở đây. Đó, hiện tại tôi là Phúc Gaming về sau. Cái map này do mình chưa trước cho mình thuộc đường các bạn ạ. Đấy, các bạn vào sau cho nên chưa thuộc đường lắm. Map này chơi khá là hay nhá. Ai đi map các bạn có thể tua lại đầu video nhá. Ở đấy mình có đây đầu. Đúng rồi, mình nhớ không nhầm là đầu video ấy. Cái bản thông tin ý. Có ghi ai đi map các bạn nhá. Đó. Mình thấy là cái map này chơi rất là vui luôn, rất là hay luôn. Cố lên Phúc ơi. Cẩn thận bay ra ngoài toàn đấy. Phải rơi trúng bể bơi nhá. Phải rơi trúng bể bơi nhá. Chứ rơi ra ngoài là mệt lắm đấy. Rơi ra ngoài là phải bấm quỷ chuyển đấy. Cố lên. Cố lên. Ok. Không bắt cua đâu. Không bắt cua đâu. Đúng rồi. Đừng bắt cua. Bắt cua bị ăn lừa đấy. Ok rồi. Hay là người về thứ hai là Phúc Gaming. Chúng ta đợi xem là người thứ ba là ai đây. Không biết là có ông nào về được thứ ba không nữa. Đấy. Quán quân, á quân để coi xem là ngôi vị huy chương đồng. Chúng ta cùng xem là đỡ từ phải coi phải có huy chương đồng chứ. Huy chương vàng có rồi, huy chương bạc có rồi. Chúng ta còn thiếu huy chương đồng. Chúng ta phải đợi. Ở đây đây, huy chương đồng đây rồi. Tôi thấy có một bạn huy chương đồng sắp đến rồi kìa. Bạn ở đấy không, không... Ê, bạn này tên là gì ấy? À, bạn này tên là Agarashi Tora. Đấy, người Nhật Bản này phải. Một vận động viên kinh ngư người Nhật Bản. Ôi, tôi có hai người nha, có hai người nha, hình như có hai người ở đấy các bạn. Nếu mình nhớ không nhầm đang có hai người ở vị trí đấy. Đang cạnh tranh ngôi vị ở huy chương đồng đó. Có hai người đang cạnh tranh huy chương đồng các bạn ơi. Ui, ba người rồi, hiện tại là có ba người, đã bốn người rồi phải. Đang rất là đông rồi. Hình như là có tầm khoảng hai ba người phải đang cạnh tranh cái
huy chương đồng giải bơi lội toàn quốc. Căng quá. Ôi mấy ông này hình như là bơi xuống dưới, lặn xuống dưới. Cái đây lặn xuống dưới. Ô, có vẻ như là người Nhật Bản, kinh ngư người Nhật Bản Agarashi đang tụt lại phía sau rồi. Vâng, rất đáng tiếc. Mặc dù tôi thấy, ôi rồi xong, thoát xong rồi. Vâng, vậy là kinh ngư người Nhật Bản đã bỏ cuộc do là không thể nào theo kịp cuộc chơi. Hiện tại tôi thấy Phúc đang dẫn đầu. Phúc Gaming huy chương bạc, vậy là khả năng là Phúc huy chương đồng à? À đâu, Hồng Anh Midua đang theo sát phía sau. Liệu rằng Hồng Anh có khả năng đạt được huy chương đồng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Phúc đang bơi rất nhanh đến đích. Vâng, Phúc đang bơi rất nhanh đến đích. Cố lên, Hồng Anh cũng ngay phía sau rồi. Vâng, liệu rằng có kịp thu hẹp khoảng cách hay không? Hãy cẩn thận nha, nếu như bay ra ngoài là sẽ phải dùng quyền di chuyển là thua đấy. Hãy cẩn thận. Tất cả hãy cẩn thận, đừng để mất quá nhiều máu, đừng để bị văng ra ngoài. Cố lên, đứng giây phút quyết định. Cố lên, không bắt cua lại, bắt cua kìa, không bắt cua, rồi ok. Vậy là huy chương đồng dành cho Phúc, giải khuyến khích dành huy chương sắt dành cho Hồng Anh. Vâng, vậy là hôm nay video xin phép được kết thúc ở đây các bạn ạ. Đó, vừa rồi Mèo Béo thử thách bơi lội cho Midua, thử thách không thể thở cho Midua. Trời ơi, rất là vui các bạn ơi. Bây giờ chúng ta cùng coi lại cái ID map lần nữa nha. ID map đây, map có tên là Hold Your Breath, hãy giữ lấy hơi thở của bạn. ID là 14755922 các bạn nhá. Các bạn thấy map này hay và thú vị, đừng quên lên thư viện mini tải map ủng hộ bé các bạn nhá. Rồi, video xin phép được kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ Mèo Béo các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.